Tôi muốn nói lên trọn lời em.
chưa nắng trời, giờ gió núi sao sóng khơi tan vỡ mau nên tôi nghẹn lời ông cuộc đời vẫn buồn lẽ lối. Mấy em ơi, thời gian gần gũi nào được bao nhiêu mà khi rời có lòng đầy cô liêu nên xa em rồi nên tôi nhớ em nhiều. Mấy em ơi, thà không gặp gỡ thà lưng quên nhau, đừng cho hình bóng đừng nhìn nhau lâu, tôi không ôm ấp kỷ niệm đớn đau. Tôi đứng đó, tôi đứng chờ ai đây, để ai đây và tìm ai đây. Nghe núi tiếng gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bội hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai. Nghe núi tim gào thét giữa u sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai. Rồi sau đây giọng ca của bây giờ hát bài Băng Nhau.
thì bà hát lại chiều. Tôi không ăn với bạn thì không lại là cũng nóng buồn không phải điện. Nóng buồn không? Lo từ buổi chiều, 4 giờ buổi chiều lỏng tới. Trời ơi, trời ơi. Ngoài trời lắm. Mà thầy cái gì? Xe, kẹp cho cô xe. Tại lúc đầu cô chưa có biết từ chỗ này. Thật ra cô tưởng là có ngày ngại không? Chắc hai chồng ngày ngại. Con cháu là ai biết khi con của bà xã chưa? Xin tư, con rồi,
mà hay quá chị ơi. Thank you. Chỉnh cái này được, cái được. Cái này được. Sau đây thì giọng ca của anh Thái Thịnh hát bài cảm ơn tặng cho tất cả các chị bà con cô bác ở vùng Kêu Tên Xa Oregon.
Mẹ ơi con suốt đây vắng nhà.
suốt nay vẫn Yeah.
thương cho vời. Anh đã vội biến tướng.